Đời người chỉ thành công khi vượt qua được ba nỗi sợ này. Quý vị thân mến, nỗi sợ hãi, nó như một lưỡi dao găm sắc bén cắm sâu vào trong tâm trí của rất nhiều người. Nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bạn có thể đạt được những mục tiêu hay dự định trong tương lai hay không. Thậm chí còn ảnh hưởng đến cả sự nghiệp cũng như những trải nghiệm hạnh phúc trong cuộc sống. Muốn thành công, bạn nhất định phải chiến thắng ba nỗi sợ hãi này. Nỗi sợ thứ nhất là sợ thua cuộc, thứ hai là sợ bị từ chối, và thứ ba đó là sợ sự thành công của chính mình trong tương lai. Không tự mình vượt qua ba nỗi sợ hãi lớn nhất này, sự nghiệp cả đời sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, cứ mãi nghèo mà không hiểu tại sao. Mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, sợ thất bại. Hãy tưởng tượng rằng tất cả mọi người trên thế giới đang đứng trước hai cánh cửa. Một cánh cửa thành công, một cánh cửa thất bại, và mỗi người phải lựa chọn cánh cửa mà mình sẽ bước qua. Có thể đảm bảo chắc chắn rằng hầu như sẽ chẳng có ai muốn chọn cánh cửa thất bại cả. Từ thuở nhỏ, người lớn đã dạy chúng ta rằng phải học thật giỏi, phải thật thành công, rằng thành công thì tốt hơn thất bại, rằng kẻ chiến thắng mới là người thành công, còn người thua cuộc là một kẻ thảm hại. Sau nhiều năm, suy nghĩ này đã trở thành một điều hiển nhiên. Thất bại khiến cho ta cảm thấy thất vọng, xấu hổ, nhục nhã. Còn thành công mang lại danh dự, sự tự hào, hãnh diện cùng những lời khen ngợi, tôn vinh. Một cách tự nhiên, chúng ta trở nên có ác cảm với sự thất bại, thậm chí trở nên sợ hãi nó. Dấu hiệu của những người sợ thất bại đó là từ chối mọi cơ hội. Trừ khi cảm thấy sự thành công được đảm bảo chắc chắn 100%, hoặc không có bất cứ rủi ro nào, những người sợ thất bại sẽ nói không với mọi cơ hội mà cuộc sống mang lại, kể cả đó có là một cơ hội tốt hay không tốt. Những người này đều luôn từ chối, bởi nỗi sợ bị thất bại đã trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ niềm hy vọng thành công nào trong tâm trí. Sự thay đổi. Khi đã trở nên quen thuộc với điều gì đó, người sợ thất bại sẽ rất ngại thay đổi và thử nghiệm những thứ mới. Đó là do họ lo lắng rằng sẽ thất bại ở những lĩnh vực công việc mới mà mình không hiểu rõ. Bị ám ảnh bởi ý kiến của những người xung quanh, những người sợ thất bại rất để ý đến ý kiến và những lời nhận xét của mọi người xung quanh. Chúng khiến cuộc sống của chính họ trở nên trì trệ và làm giảm khả năng thành công trong sự nghiệp. Thứ hai, sợ bị từ chối. Hầu hết chúng ta đều muốn được nhìn thấy cái gật đầu của người khác đối với các yêu cầu của mình. Sợ bị từ chối là khi bạn cảm thấy lo lắng một cách quá mức rằng yêu cầu của mình sẽ không được chấp thuận. Đó là dấu hiệu cho thấy bạn sợ bị người khác đánh giá và chế nhạo. Những người sợ bị từ chối thường sẽ cố gắng hết mức để làm hài lòng người khác. Họ nhận tất cả mọi dự án và công việc được giao do không muốn làm phật ý những người xung quanh. Chờ người khác đưa ra lời đề nghị thay vì là người chủ động. Người sợ bị từ chối sẽ không có đủ dũng khí để đưa ra các yêu cầu, ví dụ như yêu cầu được tăng lương do e ngại sẽ bị đánh giá. Thứ ba, sợ sự thành công của chính mình. Nghe có vẻ khá buồn cười, nhưng sự thực đây là một nỗi sợ có thật mà nhiều người mắc phải. Có những người rất sợ sự thành công, thậm chí là còn sợ nó hơn cả sự thất bại. Bởi lẽ, thành công tức là phải thay đổi, và nó có thể đem lại sự chú ý không mong muốn từ những người khác. Càng thành công, càng có nhiều người để tâm đến bạn hơn, nhiều người ngưỡng mộ bạn hơn, nhưng cũng càng có nhiều kẻ ganh ghét đố kỵ hơn. Một lý do khác khiến mọi người sợ sự thành công đó là thành công sẽ tạo ra những tiêu chuẩn và kỳ vọng mới cao hơn. Câu hỏi làm sao để quản lý cũng như đạt được những tiêu chuẩn, kỳ vọng này là điều khiến cho nhiều người trở nên căng thẳng và bị áp lực. Những người khác sẽ bắt đầu mong đợi nhiều hơn từ bạn, khiến trách nhiệm của bạn ngày một nặng nề hơn. Đúng vậy, thành công đem lại vinh dự, niềm tự hào và những lời khen ngợi, nhưng đồng thời nó cũng mang lại sự âu lo và những trách nhiệm hoàn toàn mới. Cách vượt qua nỗi sợ hãi. Mặc dù ba nỗi sợ này là những thách thức khó vượt qua, nhưng chúng cũng khá phổ biến và có nhiều người mắc phải. Những người thành công cũng phải đối mặt với chúng, nhưng họ không để chúng trở nên quá sức đến nỗi gây ảnh hưởng tiêu cực đến công việc hoặc cuộc sống cá nhân của họ.
Dưới đây là hai lời khuyên bạn nên tham khảo để vượt qua nỗi sợ của bản thân và tìm được con đường thành công lâu dài cho bản thân và cho sự nghiệp. Thứ nhất, biến thất bại thành cơ hội. Hãy ngừng việc suy nghĩ rằng thứ đối nghịch của thành công là sự thất bại, mà thay vào đó, hãy coi thất bại là đối nghịch của sự cố gắng. Bạn thất bại tức là bạn chưa đủ cố gắng. Vì vậy, hãy đứng dậy thử lại một lần nữa bằng tất cả tài năng và sự nỗ lực mà mình có. Điều thứ hai, đó là hãy học cách chấp nhận thất bại và cảm thấy thoải mái hơn với sự hiện diện của nó. Thất bại là điều không thể thiếu trên con đường đi đến thành công. Thứ hai, không để việc bị từ chối chiếm lĩnh tâm trí. Hãy thử mong đợi việc bị từ chối. Ai trong số chúng ta cũng đều có lần bị khước từ cả. Vì vậy, mong đợi rằng mình sẽ bị từ chối sẽ khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hãy can đảm sống với con người thật của mình. Sẽ có lúc bạn làm người khác thất vọng, nhưng bạn cần phải sống cho bản thân mình. Và cuối cùng, tránh xa những người ích kỷ. Không phải ai cũng sẽ tôn trọng ước mơ, mục tiêu và lựa chọn của bạn. Hãy xây dựng mối quan hệ với những người có thể hỗ trợ và luôn đánh giá cao bạn. Điều này sẽ giúp bạn trở nên thành công. Và quan trọng nhất là hãy tôn trọng hạnh phúc của chính bạn. Không ai khác trên thế giới này có thể hạnh phúc thay cho bạn. Vì vậy, hãy để đầu óc được thư giãn, mở mang. Hãy cho bản thân một cơ hội mới. Thế giới ngoài kia có vô cùng nhiều thử thách, nhưng cũng có không ít những điều đẹp đẽ và chân quý mà bạn không nên bỏ lỡ chỉ vì những nỗi sợ hãi do chính mình đặt ra. Quý vị thân mến, trở thành một người thành công trong cuộc sống không khó như chúng ta thường nghĩ. Thành công có thể là việc một người có tác động tích cực như thế nào đến xã hội và môi trường xung quanh. Thành công là khi có nhiều người yêu thương bạn, tin tưởng và bên cạnh bạn. Những người xung quanh quyết định sự thành công của bạn như đối tác làm việc, bạn bè và quan trọng nhất, gia đình là một phần không thể thiếu. Bạn càng muốn theo đuổi những bầu trời càng rộng lớn hơn thì lại càng phải chỉn chu từ những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống. Vì đó chính là nền tảng đầu tiên của thành công. Chỉ cần không ngừng nỗ lực thực hiện 5 điều dưới đây, trái ngọt thành công chắc chắn sẽ thuộc về bạn. Thứ nhất, đừng e ngại bị rèn luyện. Vùng an toàn có thể là nơi nguy hiểm nhất đối với bạn. Sự thoải mái khiến con người ta thư giãn, nhưng bạn nên tìm kiếm một cái gì đó khiến bạn cảm thấy xấu hổ hoặc sợ hãi và cố gắng vượt qua chúng. Điều này cũng tương tự như chơi thể thao. Bạn có thể dành nhiều thời gian để chơi thể thao mà không đặt ra cho mình bất kỳ một thử thách nào. Bạn đến phòng tập gym, nhưng chỉ tập các bài tập nhẹ nhàng mà chẳng hề đổ mồ hôi. Bạn sợ sự huấn luyện và chỉ sẵn sàng ở trong vùng an toàn. Nhưng những người thực sự phát triển về sức mạnh và năng lực là những người đấu tranh để vượt qua giới hạn của họ. Những người này thích được huấn luyện và có thói quen vượt qua các giới hạn. Đôi khi rất khó để vượt qua giới hạn, nhưng sự trưởng thành thực sự đến từ việc khai phá bản thân. Thứ hai, trở thành một người tốt đến mức không ai có thể từ chối bạn. Có thể bạn từng chứng kiến một số người hay đi cửa sau. Bất kể bạn làm gì, bạn đều sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ, con của ai đó được chọn vào đội bóng đá của trường vì cha cậu ấy là thành viên của hội đồng trường, hay vì cha cậu ấy tài trợ cho sân bóng. Những người đi cửa sau có thể thấy ở khắp mọi nơi trong cuộc sống. Nếu không có hậu thuẫn như vậy, làm thế nào để không bỏ lỡ cơ hội? Hãy để những nỗ lực của bạn không bị phớt lờ hoặc từ chối. Hãy để giáo viên, sếp và khách hàng của bạn không phớt lờ sự tồn tại của bạn. Bởi vì nếu họ làm như vậy, họ sẽ mất mát. Hãy để công ty hoặc tổ chức không thể không có bạn. Nếu bạn có năng lực thực sự, sẽ không điều gì có thể lấy đi những cơ hội tốt, bởi ngay cả những đám mây dày cũng không thể che khuất ánh mặt trời mãi. Thứ ba, tận dụng thời gian. Thời gian là tài sản quý giá nhất của bạn. Lãng phí hay tận dụng nó là quyết định của bạn. Dành thời gian chơi game, lang thang trên mạng xã hội chỉ khiến lãng phí thời gian. Xác định và loại bỏ những thứ đang đốt cháy thời gian của bạn. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một số người có thể làm nhiều việc trong một ngày? Câu trả lời đơn giản là họ không xem nhiều TV hoặc làm những điều không phải động não. Họ đạt được mục tiêu bằng ý thức phải hoàn thành.
Họ đang đầu tư thời gian chứ không lãng phí nó. Trong lúc giải trí với những thú vui vô bổ, chúng ta hay quên đi sự tồn tại của thời gian. Vì vậy, cần phải loại bỏ ngay thói quen này. Thứ tư, hãy trở thành một người ham đọc sách và viết lách tốt. Một số công ty lớn trên thế giới thuê người dựa trên kỹ năng viết của họ. Nếu bạn muốn có kỹ năng viết tốt, bạn cũng nên có kỹ năng đọc tốt. Đọc sách là chìa khóa của giáo dục. Nếu bạn có thể đọc và hiểu đầy đủ, bạn có thể học bất cứ điều gì bạn muốn. Khả năng đọc của bạn càng tốt thì kỹ năng viết của bạn cũng sẽ tốt theo. Thứ năm, hãy giữ ngọn lửa đam mê. Bất kể bạn muốn làm gì, bạn phải làm cho thật tốt. Chủ tịch Thomas Edmondson đã từng nói rằng, thiếu sự nhiệt tình có nhiều khả năng lây nhiễm cho người khác hơn là sự nhiệt tình. Hãy đam mê, vui vẻ và thường xuyên mỉm cười, những người khác sẽ yêu quý bạn. Nếu bạn giữ ngọn lửa đam mê, bạn sẽ không thất bại.